Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine từ ngày 7 tháng 10 đến nay đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương. Hãng thông tấn chính thức của Palestine, WAFA hôm nay cho biết, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine PLO, ông Hussein al đã yêu cầu cung cấp thực phẩm và vật tư y tế ngay lập tức cho người dân giải Gaza, nhưng yêu cầu đã bị Israel từ chối. Trong bài phát biểu trên nền tảng X, ông An Suy viết, Chúng tôi kêu gọi cơ quan nhân đạo quốc tế và cộng đồng quốc tế khẩn trương can thiệp để cho phép hàng cứu trợ được đưa vào và khôi phục nguồn cung cấp điện nước khi giải Gaza phải đối mặt với thảm họa nhân đạo lớn. Hôm qua, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Masro trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua viết, việc sử dụng bom để buộc một quốc gia phải đầu hàng, cố gắng sử dụng nạn đói như phương tiện chiến tranh và xóa bỏ sự tồn tại của một quốc gia tương đương với tội diệt chủng, theo thông tin từ kênh truyền hình al Hadad, nhà máy điện duy nhất ở giải Gaza có thể ngừng hoạt động sau 10 đến 12 giờ tới do hết nhiên liệu. Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al lưu ý dự trữ nhiên liệu tại các cơ sở y tế của giải Gaza sẽ kết thúc ngày 12 tháng 10. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ giải Gaza để ngăn chặn thực phẩm và nhiên liệu vào khu vực này. thủ lĩnh phong trào Houthi tại Yemen là Abdul Malik al-Houthi, hôm qua cảnh báo nếu Mỹ can thiệp xung đột Israel-Hamas, Houthi sẽ cùng với lực lượng Hamas tấn công Israel. Đài truyền hình Al-Masira do Houthi kiểm soát cho biết, ông al-Houthi tuyên bố Houthi duy trì sự phối hợp đầy đủ với các tổ chức của liên minh kháng chiến như Hamas. Ông nói, nếu người Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp, chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia cùng để chống lại Israel, bao gồm sử dụng các lựa chọn quân sự khác như tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái. Phong trào Houthi kiểm soát thủ đô Sana ở Yemen từ tháng 9 năm 2014 và sau đó kiểm soát khu vực phía Nam. Tháng 3 năm 2015, Ả Rập Xê Út thành lập liên minh tấn công Houthi. Năm ngoái, các bên đồng ý ngừng bắn kéo dài 2 tháng từ ngày 2 tháng 4 và gia hạn ngừng bắn 2 lần đến ngày 2 tháng 10. Hiện hai bên chưa gia hạn thỏa thuận, nhưng tình hình nhìn chung vẫn bình lặng. Thúc vị Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ tổ chức diễn đàn Vành đai và con đường lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh vào tuần tới. Đây là sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo của nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới. Đại diện từ hơn 130 quốc gia sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và con đường. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận sẽ tham dự sự kiện. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Trung Quốc kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, 2022. Diễn đàn từ ngày 17 đến 18 tháng 10 tập trung vào chủ đề xây dựng chung chất lượng cao đối với sáng kiến vành đai và con đường, cũng như sự phát triển và thịnh vượng chung giữa các nước. Theo đài NHK, sáng kiến phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc tăng cường hợp tác với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, gọi là Nam Bán Cầu. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, Hội nghị thượng định lần đầu tiên về năng lượng hạt nhân dự kiến sẽ diễn ra tại Brussels vào tháng 3 năm 2024. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, tổ chức toàn cầu này cho biết, Hội nghị thượng đỉnh do IAEA và Bỉ đồng tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 21 đến ngày 22 tháng 3 năm 2024. Hội nghị sẽ do tổng giám đốc IAEA Rafael Rossi và thủ tướng Bỉ Alexander De Cruz chủ trì. Dự kiến đây sẽ trở thành cuộc họp cấp cao nhất cho đến nay tập trung hoàn toàn vào chủ đề năng lượng hạt nhân. Tuyên bố cho biết. Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân sẽ nêu bật động lực đổi mới của năng lượng hạt nhân và cũng cung cấp một diễn đàn cấp cao để giới thiệu các giải pháp cho một số vấn đề mà ngành này đang phải đối mặt nhằm phát huy hết tiềm năng của nó, bao gồm cả từ góc độ công nghiệp. Sự kiện này dự kiến sẽ quy tụ các phái đoàn từ khoảng 30 quốc gia. Hôm nay, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra ở miền Tây Afghanistan, khiến ít nhất một người thiệt mạng và gây hoảng loạn cho người dân vốn đã bị tổn thương bởi động đất liên hoàn cuối tuần trước, cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. trận động đất lúc đầu giờ sáng nay xảy ra cách thủ phủ tỉnh Herat khoảng 30 km về phía bắc, nơi hàng nghìn người đang phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất sau khi trận động đất cuối tuần rồi san phẳng làng mạc của họ kéo theo một loạt dư chấn mạnh. Theo bệnh viện khu vực Herat, ít nhất một người đã thiệt mạng và 120 người bị thương trong trận động đất xảy ra hôm nay. Afghanistan thường xuyên hứng chịu các trận động đất chết người nhưng thảm họa cuối tuần trước là tồi tệ nhất trong hơn 25 năm qua. Cung cấp nơi trú ẩn quy mô lớn là thách thức đối với chính quyền Taliban, lực lượng lên nắm quyền vào tháng 8 2021 và có quan hệ không mấy tốt đẹp với các tổ chức viện trợ quốc tế. Ít nhất 4 sinh viên đại học bang Nasarawa ở miền trung Nigeria đã bị các tay súng bắt cấp vào ngày hôm qua. Ông Ramhan Nansen, người phát ngôn của cảnh sát ở Nasarawa, cho biết Bốn nạn nhân, tất cả đều là nữ, bị bắt cóc trong ký túc xá bên ngoài khuôn viên trường đại học ở Khachvi. Một thị trấn cách thủ đô Abuja của quốc gia 50 km, các đặc vụ cảnh sát và quân đội đã rà soát các bụi cây xung quanh nhưng không thể tìm ra dấu vết. Các băng nhóm vũ trang đã hoàn hành vùng tây bắc Nigeria trong những năm gần đây, bắt cóc đòi tiền chuộc, cướp bóc và phá hủy các cộng đồng, cũng như sát hại dân thường. Hôm 22 tháng 9, các tay súng đã bắt cóc 35 người trong vụ tấn công tại một trường đại học ở bang Zamfara. Thưa quý vị, hơn 70 thị trấn trên khắp nước Ý đã và đang bán những ngôi nhà với giá chỉ 1 euro, tức là khoảng 1,06 đô la Mỹ. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tái tạo các ngôi làng thời Trung Cổ bị bỏ hoang. Làng Ganji trên đỉnh núi Sicilia đã bắt đầu kế hoạch bán nhà với giá 1 euro từ cách đây 12 năm. Ông Alessandro Silibrasi thuộc đơn vị bất động sản đã bán một số ngôi nhà và nói rằng với người mua đó là cơ hội tuyệt vời, ông chia sẻ là ngôi làng thời Trung Cổ, những ngôi nhà không xây một tầng mà nhiều tầng. Vì vậy tầng trệt thường là nơi nuôi động vật và sau đó ở tầng trên là phòng ngủ và tầng trên cùng là nhà bếp. Sáng kiến này nhằm hồi sinh vùng đất đang bị gọi là thị trấn ma. Theo thị trưởng Giuseppe Ferrarelo điều kiện để được mua nhà duy nhất chỉ có một, ông nói. Nghĩa vụ duy nhất là trong vòng 3 năm người mua phải cải tạo lại ngôi nhà. Họ không bắt buộc phải là cư dân hoặc ở đây trong một khoảng thời gian cụ thể họ cũng có thể kinh doanh như nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng hoặc khách sạn. Ông Diego và bà Roberta Pulisi đã mua một vài căn nhà trị giá một euro ở Gangi. Bà Roberta nói, so với những ngôi làng xinh đẹp khác, Gangi có nét văn hóa sống động khác biệt. Ví dụ, vào mùa hè luôn có những buổi biểu diễn ở quảng trường rất thú vị. Mặc dù chương trình này được người Ý ưa chuộng nhưng nó cũng gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư nước ngoài. Ông Diego cho biết, có nhiều người đến từ khắp châu Âu nhưng cũng có người đến từ Canada và bạn của chúng tôi đến từ Mỹ đều hứng thú với dự án này. Sau khi Gangi được tuyên bố là một trong những thị trấn đẹp nhất nước Ý, doanh số bán nhà đã bùng nổ và 170 ngôi nhà đổ nát ở đây giờ đã trở thành nhà ở. Thị trưởng Ferrarello cho biết ngôi làng đã có bản sắc mới, ông nói. Năm nay chúng tôi đã tổ chức bữa tiệc dành cho những người mua nhà để họ có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm. Họ đã thực sự hòa nhập tốt với cộng đồng. Sáng kiến nhà ở bằng đồng euro của Ý đã mở rộng tới hơn 70 thị trấn trên khắp đất nước, ở Sicily, có 30 thị trấn có thể mua nhà một đồng euro, trong khi ở miền nam nước Ý có 20 thị trấn và 5 thị trấn trên đảo Sardinia. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Joko hôm nay kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam. Chuyến thăm đã mở ra triển vọng mới cho mối quan hệ song phương, vốn đã tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, đặc biệt là tình hình an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong chuyến công du tới Việt Nam, bà Kamikawa đã gặp nhiều quan chức cấp cao phái Việt Nam như Chủ tịch nước và Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tại những cuộc gặp, hai bên thảo luận về các vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, giải dứt hai bên cùng bàn bạc về tình hình Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết, tại cuộc gặp giữa bà Kamikawa với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hai nhà ngoại giao đã khẳng định hai nước là đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là tầm nhìn được Tokyo ủng hộ từ lâu. Hồi tháng 6 vừa qua, khu trục hạm JS Izumo, chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản, đã ghé thăm cảng Cam Ranh. Phát biểu tại đây, ông Nishiyama Takahiro, chỉ huy đội hộ tống 1, cho biết. Biển Đông là tuyến đường quan trọng đối với Nhật Bản, vì vậy chúng tôi nhận thấy rằng hòa bình và ổn định trên các vùng biển trong khu vực sẽ đóng góp to lớn cho lợi ích quốc gia của chúng tôi. Theo giới phân tích, Nhật Bản gần đây đã nhận thức rõ hơn về vai trò của một mô hình an ninh rộng mở và chủ động. Chuyên gia người Nhật Bản Suzili Kota nói, Tokyo là quốc gia ngày càng quyết đoán tại Biển Đông và Hoa Đông. Đó là lý do tại sao Nhật Bản mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị thượng định G7 mở rộng ở Hiroshima Cùng nhận định về quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, ông Nguyễn Vinh Quang, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế, cho rằng mối quan hệ này sẽ trở nên quan trọng hơn trong tương lai, ông nói. Việt Nam và Nhật Bản có lợi ích chung về an ninh hàng hải nếu tình hình biển đông ổn định, nghĩa là lợi ích hàng hải được bảo đảm và chúng tôi hiểu rõ điểm này. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ Nhật Bản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, hai nước đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với những thành tựu đã đạt được, cùng với tầm nhìn chung trong một số vấn đề mối quan hệ nhật bản việt nam sẽ góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một thế giới hòa bình và tươi đẹp hơn